Xin chào quý bà con nhá. Em tuyển 18 cộng tại Bắc Ninh, hôm nay đang có mặt tại xã Đồng Vành, Lục Nam. Thôn Đồng Vành, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Hiện tại đang bàn giao sau lò máy sau khi lắp đặt xong và đang hướng dẫn khách hàng sử dụng máy. Đây, Lục Nam này. Trên này rất chi là nhiều vải thiều nhá. Đất đồi vải thiều vườn nhà anh cũng có một vườn vải thiều này. Đó, xung quanh này toàn vải thiều. Đấy, chúng em đang lắp đặt máy xong, đang chuẩn bị hướng dẫn bà con cách chạy cuốn rơm. Rơm ở trên này đồng lúa thì chắc khoảng một tháng nữa sẽ vào vụ. Thì bà con lấy về để bà con còn sử dụng trước và tập huấn. Đây con N1 N1 205. Máy đang vận hành. Đây, máy vẫn đang hoạt động, đây. Quý bà con có nhu cầu mua máy cuộn rơm của Trung Quốc gắn đằng sau máy cày hoặc máy cục cuộn rơm của Tư Sang, hãy liên hệ bên em 0919763608 hoặc 0969227133. Và bên em chuyên cung cấp máy cuộn rơm theo máy cày của Tư Sang và của Trung Quốc. Ngoài ra bên em cung cấp cả máy tự hành thế hệ mới nhất của Tư Sang. Cơ sở bên em là địa chỉ tại Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh. Đấy, sau khi được hướng dẫn qua, các anh đã ra được một cục rơm rất đẹp. Đấy, rất chắc chắn và rất đẹp. Vài bữa nữa là anh ấy ra đồng, anh chạy thực tế. Còn đây đang thực tế trên bê tông trước cho quen nào. Quý bà con có nhu cầu mua máy cục cuộn rơm để và cuốn theo rơm thì hãy liên hệ bên em. Bên em với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề hướng dẫn quý khách hàng sử dụng chi tiết. Đó là cục thứ hai à. Đây, quý bà con ở Đồng Vành, Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang này có một trang trại bò rất rộng. Anh mua máy cuốn rơm và trước mắt là chủ yếu là phục vụ cho trại bò của nhà mình. Trại bò của anh rất rộng, xung quanh đây là bên trong và bên ngoài nữa kìa. Đấy, trên này này vải rất nhiều luôn. Bắc Giang này, Lục Nam vải rất nhiều, toàn đồi và núi. Em này nhìn thấy ngoài kia có ít ruộng, không được nhiều dưới đồng bằng, nhưng bà con trên này là chắc rơm là hơi hiếm, giá trị sản phẩm lên trên này hơi cao, cho nên bà con đầu tư luôn một cái bộ máy và để sử dụng trước tiên là cho gia đình.
Thôi em xin kết thúc video đây. Quý bà con có nhu cầu muốn mua cục cuộn rơm, máy cuộn rơm tự hành tư sang, hãy liên hệ bên cơ sở bên em tại địa chỉ Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh, số điện thoại 0919 763 608. Tôi xin kính chúc quý bà con mạnh khỏe nhé.